Mình có người bạn đi tù từ năm 2011 vì mang tội cố ý gây thương tích. Đến cuối năm 2014 là về. Những câu chuyện ma có thật này là do bạn mình chứng kiến kể lại. Bạn mình nó nằm ở khu A, một buồng trại khoảng mấy chục người, sinh hoạt chung trên nền gạch. Lúc ngủ, một người chỉ nằm có một miếng gạch, nằm san sát nhau, không lăn lộn cũng không cự quậy được. Trong buồng có thằng kia phạm tội giết người, nghe nói là chặt xác nạn nhân. Buổi tối mọi người đang ngồi chơi trước khi đi ngủ, vì 9 giờ là bắt đầu ngủ hết rồi. Tự nhiên cái thằng giết người đó nó giống như bị tự kỷ, ngồi một chỗ, sau đó thấy nó nhìn về một hướng rồi miệng lẩm nhẩm gì đó, nghe câu được câu không, là mày đừng ám tao nữa. Lúc đấy nét mặt nó tái xanh lại, thì thằng bạn tù mới nghĩ chắc nó không đùa thế đâu, rồi lại xem nó thế nào. Thì tự nhiên lúc đó nguyên cả đám trong buồng mới sửng sốt, thấy thằng này như là có người cầm hai chân kéo đi vậy, tay chân cự quậy như muốn chống cự. Thế là cả đám nháo nhào kéo vào. Rồi thằng này mê man, được một hồi lâu sau tỉnh mới kể cho anh em nghe, là từ khi nó vào đây nó thấy nhiều lắm, đi đâu làm gì cũng thấy nó về ám. Sau này thằng này chuyển đi trại nào đó cũng không rõ nữa, vì đây chỉ là trại tạm giam, chờ đi phân trại chỗ khác. Khoảng vài tháng sau nghe thông tin là nó bị ám ảnh đến mức chịu không nổi nên tự tử trong trại luôn. Trong buồng trại có ông anh kia to cao khỏe lắm. Trước khi chuẩn bị ngủ, anh em còn tụ lại hát hò một tí đã rồi ngủ. Đúng 9 giờ thì tất cả chuẩn bị ngủ theo lời nhắc của quản giáo. Cho đến sáng hôm sau, ai ai cũng dậy sớm để tập thể dục, thì ông anh đó vẫn cứ ngủ. Anh em lại gọi thì không dậy. Giờ người thấy lạnh ngắt nên gọi quản giáo ra kiểm tra, phát hiện ông anh đó đã chết. Một giấc ngủ yên giấc ngàn thu, một đi không trở lại. Mặc dù sức khỏe bình thường, không dấu hiệu lạ. Lý do mà ông chết là trước đó 2 ngày ông có tâm sự với anh em trong buồng, là mấy đêm liền ông nằm xuống nhắm mắt ngủ thì ông nghe có tiếng động lạ trong buồng. Lúc đó cũng 12 giờ khuya, đâu phải còn sớm. 9 giờ tối tất cả khu đều tắt đèn ngủ hết. Ông bật dậy nhìn xung quanh thì không thấy ai, ai cũng chìm vào giấc ngủ sâu nên ông nằm xuống tiếp. Lúc nhắm mắt ông nghe như có tiếng ai nói bên cạnh, cứ dần dần nghe tiếng một người nói, rồi hai người, rồi có khi cả nhóm người cùng nói bên tai ông. Ông tưởng mọi người hù ông nên hé mắt xem tình hình thế nào, thì chẳng có ai hết ngoài ông. Cứ thế cho đến 4 giờ sáng, ông bị hù giết nên mệt rồi nằm ngủ đến sáng. Đến sáng ông kể cho anh em trong buồng nghe, mà anh em cứ cười rồi không tin ổng, nghĩ ổng chỉ bị mơ thôi. Một số thì tin có ma, còn một số thì không tin vì chưa gặp ma. Đến tối ngày thứ hai cũng 9 giờ, khi tất cả đều ngủ hết thì ổng cũng sợ nếu ngủ thì nó sẽ lặp lại như tối hôm qua. Mà thức đến sáng thì sức đâu mà ma dậy còn tập thể dục rồi lao động nữa. Thôi chuyện gì tới nó tới. Ông nhắm mắt lại thì vẫn nghe tiếng nói bên tai, tiếng từ nhỏ cho đến lớn, từ một người thành nhiều người cùng nói bên tai ông. Ông hoảng quá nên bật dậy thì ông thấy quá trời bóng đen trên tường đang bao quanh một mình ông. Sợ quá nên ông hét lên một cái, khiến anh em đang ngủ đều giật mình dậy. Hỏi ông kể lại đầu đuôi sự việc đó. Đến sáng hôm sau anh em phát hiện ông chết trong tư thế đang ngủ, thì cả buồng mới tin những gì ông này nói là sự thật. Có hôm thằng bạn mình chuẩn bị ngủ, lúc đó cũng 9 giờ tối nên cả buồng tắt đèn ngủ hết, không còn ai thức. Đang nhắm mắt thì thằng bạn mình nó cũng nghe có tiếng động lạ trong buồng. Nó gan to lắm nên mấy chuyện tào lao ma quái nó chẳng sợ.
đang thiêu thiêu ngủ thì có ai đó giật cái gối đang nằm, giật xéo qua một bên. Một hồi sau lại bị ai đó kéo chân thêm lần nữa. Thằng bạn mình nó chửi thầm trong miệng rằng mai còn dậy sớm nữa, để yên tao ngủ đi. Bị nó phá đến sáng, ngày nào cũng như ngày nào, nên lúc sang tháng khi mà gia đình sắp lên thăm nuôi thì thằng bạn mình mới xin cán bộ gọi điện thoại về nhà cho gia đình mua chút đồ. Đồ này thì là cây thánh giá được cha làm phép. Thằng bạn mình theo đạo Thiên Chúa. Từ khi có cây thánh giá để dưới gối thì nó không còn nghe thấy tiếng động lạ hay bị phá nữa. Có hôm cả buồn 20 người đang ngồi chơi xem tivi. Trong khi xem tivi có chi người ra đi tắm. Cứ người này rồi người kia lần lượt đi tắm. Tắm xong hết thì ra xem tivi. Cả buồn đều nghe tiếng trong phòng tắm có tiếng xối nước. Một anh trong đám thấy thế mới điểm cương số đầu người, coi có thiếu ai đang ngồi đây không, thì đông đủ tập trung hết. Nguyên đám nhìn nhau, rồi ai nấy đều chăm chú xem tivi luôn. Chả ai dám vào xem trong đó là ai nữa, bởi vì ai cũng đã biết thứ đang xối nước trong kia là cái gì rồi. Mấy ông bị chung thân ở lâu năm kể lại là thời trước trại giam này có giám thị là nữ. Trong khu B có ông kia bị bệnh rồi chết trong tù luôn. Các bạn biết rồi đấy, phạm nhân chết trong tù thì không thể nào mà đi đầu thai được, cứ phải ở trong này suốt. Đến khi nào hết hạn tù thì linh hồn đó mới được ra khỏi trại giam này. Nên nhiều khi những ai bị chung thân thì cứ coi như linh hồn cứ lãng vãng mãi mãi ở trại giam. Hôm đó bà giám thị đích thân đi tuần quanh trại giam. Trong lúc đi tuần, bà thấy có người cứ đi dọc hành lang. Bà tiến lại gần rồi nói lớn đủ cho người kia nghe thấy: giờ này quá 9 giờ rồi mà sao anh lại không ngủ, còn đi đâu ngoài này giờ đây nữa. Nhưng anh ta không nghe bà này nói mà cứ đi hết dọc hành lang. Bà bực quá vì người này không trả lời nên dí theo hỏi anh này là ở phân trại nào, tên gì, để báo bên cán bộ phòng giam biết, mà đi hoài không đuổi kịp anh ta. Đến khi qua hành lang có khúc rẽ thì bà rẽ vào nhưng không thấy ai, khi màn đêm tối đen vắng lặng như tờ. Bà cũng sợ nhưng cũng trấn an tinh thần: trên đời này làm gì có ma. Rồi bà quay về chỗ làm việc. Lúc đi ngang qua hành lang, bà nghe có tiếng ai nói: lúc nãy chị gọi tôi hả? Quay đầu lại, bà thấy cái bóng người mờ mờ từ từ hiện ra trước mặt. Hồn vía lên mây, bà sợ quá cắm đầu chạy như bay. Chạy về chỗ làm việc, mặt cắt không còn giọt máu, thở hổn hển. Qua sáng mai, bà quyết định làm giấy xin từ chức công việc đang làm ở đây. Và không ai biết bây giờ bà như thế nào nữa.